Quý cô bác tuổi Mậu Thân kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh dữ có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý cô bác có biết rằng may mắn hay là xui xẻo, giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế, có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung, hóa cát, cho nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất là ngắn, nhất là có khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng sẽ rất cao. Và tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao và sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh đã chỉ ra rằng trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Mậu Thân hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể của quý cô bác tuổi Mậu Thân diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tổng quan về tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Theo lịch âm, năm 1968 là năm Mậu Thân, năm con khỉ. Tuổi con khỉ tính theo năm sinh dương lịch, từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 đến ngày 15 tháng 2 năm 1968. Khỉ là động vật thông minh, lanh lẹ trong 12 con giáp, nên những người tuổi khỉ thường rất tài giỏi, nhanh nhẹ, giàu lòng vị tha và giúp đỡ người khác. Sự thông minh, khiếu hài hước là điểm đặc trưng của khỉ, nhưng thực tế, chính họ gặp rắc rối trong việc thể hiện những phẩm chất tốt của mình. Là người thông sáng, khôn ngoan, đa tài đa nghệ, ham học hỏi, nhưng mau chán, cả về công việc cũng như ham muốn, nên đường đời có nhiều đổi thay. Ngoại trừ người sinh vào ban đêm của hai mùa thu đông, được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió của biển đời. Nghịch sinh phải vất vả thăng trầm, tha phương lập nghiệp, tiền bạc không thiếu, nhưng nặng nợ về tình duyên, có người thất vọng, muốn nương thân vào tôn giáo. Tuổi Mậu Thân, thiên can mang chữ Mậu, có các sao Tham Lang, Thái Âm, Hữu Bật, Thiên Cơ và Tứ Hóa, là người có óc cầu tiến, nhiều tham vọng, thích hợp với các ngành nghề có tính chất vui chơi, giải trí và giỏi về thực hành hơn lý thuyết. Mậu Thân, sinh năm 1968, là người khôn ngoan, tài trí, gan dạ, nhưng lại hay nôn nóng, nên sự thành công và thất bại đều dễ xảy ra trên đường đời. Dù sao, Mậu Thân 1968 cũng là người đa tài, đa nghệ, có tinh thần cầu tiến, nên sẵn sàng vượt qua khó khăn để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nếu sớm khắc phục khuyết điểm, phát huy tính cần cù, chuyên nhất, Mậu Thân cũng sẽ có chỗ đứng tốt trong xã hội. Tuổi Mậu Thân được sinh vào ban đêm của hai mùa thu đông, sẽ hưởng nhiều phúc lộc, tránh được những thăng trầm sóng gió của biển đời, giờ đây đang đi vào trung vận, là thời gian có thể tạo công danh, có nhiều thành tựu. Từ giai đoạn này, nếu chú tâm vào công việc, giữ lòng thủy chung trong tình cảm, sự nghiệp sẽ dễ phát triển và ngày càng phú túc. Người tuổi Mậu Thân đa phần có tuổi thơ gặp nhiều vất vả, nhưng đến trung vận thì có nhiều may mắn, đạt được thành công ở mức khá, đến hậu vận vẫn sống yên ổn, dù vẫn tồn tại một vài vấn đề cần suy nghĩ. Sự nghiệp của bản mệnh Mậu Thân vững chắc ở vào độ tuổi 40 trở đi, tiền bạc tương đối dư giả, có của ăn của để. Hôn nhân của phụ nữ tuổi này khá ổn định, đa phần gia đình hòa hợp, vợ chồng dù mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn có thể hòa giải. Nếu chọn được người có tuổi phù hợp thì đôi bên có thể giúp đỡ lẫn nhau trong chuyện làm ăn, công danh, khiến mọi việc thuận buồm xuôi gió. Và sau đây, ta cùng đi vào tổng quan về vận trình tháng 10 âm lịch của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tử vi tháng 10 năm 2023, tuổi Mậu Thân âm lịch cho biết tháng mới mang tới nhiều may mắn hơn cho người tuổi Mậu Thân. Vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Tháng mới mang tới nhiều may mắn hơn cho người tuổi Mậu Thân, vận khí tăng tiến đều đều,
trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Tử vi tháng tuổi Mậu Thân âm lịch cho thấy, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh và sao tả phù nâng đỡ, công việc của bản mệnh đã khá hơn, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong tháng mới của Mậu Thân cũng được dự báo nhiều sự cải thiện, thậm chí nhờ có thực thần soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bản mệnh, nên đừng quên cảm ơn những người đã kề vai sát cánh với mình nhé. Trong tháng, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ, kết thân với đối tượng khác giới, có điều kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Vận sức khỏe bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng, tuy nhiên nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải, tuổi Mậu Thân nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến bản thân quá tải. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Mậu Thân thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho thấy phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Thân trong tháng mới có nhiều thuận lợi. Sự quyết đoán và nỗ lực sẽ đem tới may mắn cho bạn. Hãy tận dụng thời gian này để tăng hiệu suất công việc. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, lại có quý nhân tả phù chỉ dẫn, tuổi Mậu Thân cho thấy năng lực khi xử lý công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích. Bạn có tinh thần tập thể rất cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đem về lợi nhuận cho tập thể. Cuối tháng, bản mệnh nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều tất nhiên, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Bạn làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn, khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, không còn phải mất công loay hoay, mò mẫm từng chút một. Ngoài ra, con giáp này cũng may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao mà bạn tốn công sức vun đắp thường ngày, được dịp phát huy công dụng khi cần, đem tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, đắc lực, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, vận trình vẫn ám tàng một vài thử thách nhất định, nhất là khi có thiên cầu hung tinh rình rập, điểm báo sẽ có tiểu nhân gây ít nhiều khó dễ, một vài kế hoạch bị cản trở bất ngờ, nếu bạn giữ được bình tĩnh cần thiết thì vẫn có thể kiểm soát được tình hình, lấy lại thế chủ động, chiêu của tiểu nhân cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Ở thời điểm này, dù gặp việc khó cũng chớ vội nản lòng, sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy công việc phát triển rõ rệt, hãy nhìn vào đó để có thêm động lực, dù có căng thẳng một chút thì mọi thứ cũng sớm qua đi nhanh thôi, điều quan trọng vẫn là cách bạn đối diện với vấn đề. Về mặt tài lộc, bước sang tháng 10 âm lịch, công việc đang trên đà thuận lợi thì không có lý gì mà tài vận của người tuổi Mậu Thân lại không có tiến triển cả. Nguồn thu nhập trong tháng mới của bản mệnh cũng được dự báo có nhiều sự cải thiện nhờ nguyên lệnh trường sinh ở thân, lại thêm thực thần soi rọi, giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về tiền bạc cho tuổi này. Nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn, lúc này không chỉ chính tài tăng rõ rệt, thứ tài cũng ngày càng sáng, vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn, việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong tháng, tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương nên tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh các hạng mục đàm phán, hợp tác làm ăn, tỷ lệ thành công khá cao, sẽ giúp bạn nhận được khoản hoa hồng không nhỏ về túi. Người kinh doanh, buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước, có mối làm ăn cũ mới đều khá vững, đôi bên hợp tác cùng có lợi, nên doanh thu luôn được đảm bảo, có lợi cho cả các bên. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để tiến hành đầu tư, nếu khéo léo chi tiêu và dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư vào lĩnh vực bản thân có nghiên cứu từ lâu. Tuổi Mậu tháng này người tuổi Thân sẽ kiếm lợi nhuận lớn, thậm chí vượt xa so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp hoặc mất mát tiền của do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, Mậu Thân vẫn cần hành sự thận trọng, nhất là trong đầu tư. Bạn cũng cần làm việc và chi tiêu có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy cho tương lai sau này. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về tình duyên, bản mệnh có thể sẽ đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm.
Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh giúp đào hoa khởi vượng, nếu còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội cho tuổi Mậu Thân lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Các mối nhân duyên của bạn có thể bắt đầu từ mai mối, do đó con giáp này không nên từ chối các cơ hội được giới thiệu từ bạn bè. Tuy nhiên, nhân duyên vượng sẽ kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát hay đứng núi này trông núi nọ. Nếu không, bạn sẽ rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Với các cặp đôi, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối ý thời gian hợp lý để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Cả hai nên dành thêm thời gian chia sẻ với nhau thì mối quan hệ sẽ luôn bền chặt. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải, bất đồng, cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ nên nhanh chóng đồng cảm với sự khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong tháng 10 âm lịch này được nhận xét là bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Thân kim được trường sinh, thể trạng tốt, bản mệnh cũng luôn chú trọng rèn luyện, được âm dương hài hòa hỗ trợ sức khỏe, đảm bảo bệnh tật tự sẽ tránh xa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải. Mậu Thân nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến bản thân quá tải. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Mậu Thân, tháng 10 âm lịch 2023. Tuần mới, con giáp tuổi Mậu Thân hài lòng khi mọi việc đi theo kế hoạch và điều quan trọng là bạn không quá kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao trong thời gian này. Vì bạn hiểu thực tế và vai trò của mình trong tổ chức, nếu có tham vọng thì cũng nên có kế hoạch thật tốt cho việc này đã nhé. Thiên ấn đầu tuần hỗ trợ, để bạn giữ được phong độ cho cả tuần, nếu có chút trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Dù sao thì khó khăn là điều khó tránh khỏi, quan trọng nhất là cách chúng ta phản ứng với nó. Đầu tuần, con giáp này có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn, cả thiên tài và chính tài cùng xuất hiện, cho thấy thu nhập gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc con giáp này cũng bận rộn hơn bởi phải làm cả nghề chính và nghề phụ. Thời điểm này, vận quý nhân của bản mệnh có dấu hiệu tăng mạnh, nhờ xung quanh luôn có người hỗ trợ, nên công việc của tuổi này vô cùng hanh thông, bạn có thành tích tốt, được cấp trên khen ngợi. Lời khuyên dành cho Mậu Thân là nên tận dụng mọi cơ hội lần này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và dọn đường thăng tiến trong tương lai. Sức khỏe của bản mệnh thời gian này có thể bị giảm sút do ảnh hưởng của ngũ quỷ, tránh việc lạm dụng thuốc, khiến bệnh tình càng nặng hơn. Tốt hơn hết là bạn nên tìm cách cải thiện sức đề kháng bằng việc đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, khoa học hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Tý, Thìn, tiểu nhân, Mão, Dần. Màu sắc may mắn, xám, vàng. Con số phát tài, 67, 10, 98. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Thân, tháng 10 âm lịch 2023. Theo lịch vạn niên thì tuần mới này, tuổi Mậu Thân sẽ đón nhiều tin vui dồn dập báo về. Công việc có những bước khởi đầu khá tốt, có chính ấn nâng đỡ. Nếu bản mệnh có kế hoạch đang ấp ủ thì hãy mau chóng tiến hành. Nhân lúc cát khí còn đang vượng để tạo dựng được những thành công bước đầu, làm nền tảng phát triển sau này. Hữu bật cát tinh ở bên hộ mệnh, tuổi Mậu Thân hoàn toàn có khả năng bật lên giữa đám đông, nổi trội hơn hẳn. Bởi những thành tích mình đạt được, có nhiều cơ hội cho bản mệnh phát triển năng lực và thăng tiến nhanh chóng. Trong tuần này, tài vận không được lý tưởng cho lắm, mới được thần tài ủng hộ thì con giáp này đã khiến cho thần tài phật ý mà bỏ đi. Kiếp tài cảnh báo về những chuyện bất ngờ phát sinh, không dùng đến tiền thì không thể giải quyết được. Về vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mậu Thân rất đáng mong đợi, những người đã kết hôn có một giai đoạn hài hòa, êm ấm, trong khi những người đang yêu có cơ hội tìm hiểu, gắn bó nhau hơn. Tình cảm hài hòa, hạnh phúc tuy có chút chống đối khi đưa ra ý kiến, nhưng sau đó thống nhất được và cả hai rất đồng lòng. Hơn ai hết, bạn rất may mắn khi có một nửa thấu hiểu và yêu thương, nhất là trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Cuộc sống không được sung túc, nhưng bản mệnh luôn được động viên về tinh thần. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Dậu, Tý, tiểu nhân, Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số phát tài, 45, 89, 02. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Thân, tháng 10 âm lịch 2023. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của người tuổi Mậu Thân khá hơn nhiều. Bản mệnh được thái âm cát tinh hỗ trợ, rất có lợi cho mệnh nữ phát triển sự nghiệp hoặc tính chuyện hôn nhân lâu dài.
Nhìn chung, bước sang tuần mới, bản mệnh đón cả niềm vui công việc và chuyện tình cảm, hứa hẹn một tuần sinh động, có nhiều trải nghiệm thú vị, nhìn nhận cuộc sống ở góc độ mới, thấy vui tươi và yêu đời hơn. Việc kinh doanh đầu tư của người tuổi Mậu Thân trong tuần này đem về nguồn lợi nhuận lớn nhỏ, bạn không nên chê các món lợi nhỏ. Nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn, tích tiểu thành đại, bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hồi tiền bạc cũng rất khả quan. Vận quý nhân lại trên đà tăng trưởng, thực thần giúp bản mệnh nâng cao thực lực và khả năng nhạy bén trong công việc, gặt hái được khá nhiều thành công. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá, bạn nên thận trọng. Trong tuần, bản mệnh có thể mở rộng hợp tác làm ăn với người tuổi Tỵ hoặc Thìn, họ chính là quý nhân, đồng thời là đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ sẽ tạo ra lợi nhuận lớn cho cả hai phía. Còn ở phương diện tình cảm, các cặp đôi dần hóa giải được những khúc mắc và không cần tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt nữa. Tuần này cũng là dịp để bạn và gia đình gắn kết mối quan hệ bền chặt hơn nữa. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Mùi, Dần. Màu sắc may mắn, đen, bạc. Con số phát tài, 97, 68, 55. Tử vi tuần 4, tuổi Mậu Thân, tháng 10 âm lịch 2023. Tuổi Mậu Thân có một tuần khá thảnh thơi, ung dung tự tại, hầu như không có muộn phiền lo lắng gì. Có điều, dịch mã động tinh sẽ luôn thôi thúc bạn xông xáo hơn nữa trong công việc, vì thế trông bạn lúc nào cũng tất bật. Tất nhiên, thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Tuần này, công việc của tuổi Mậu Thân tuy nhiều, nhưng với khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy, tỉ mỉ, chu đáo, bản mệnh chu toàn mọi thứ. Không ai dám chê trách điều gì, điều đó lý giải tại sao bạn luôn được cấp trên ưu ái và tin tưởng như vậy. Tài lực tăng trưởng cùng với hiệu quả công việc, người làm công ăn lương hoàn toàn có cơ hội tăng lương. Nếu đưa ra lời đề nghị tăng lương trong tuần này, khả năng cao sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, thu tiền như nước, bạn lanh lợi, biết đón đầu xu thế, không chỉ là một việc và kiêm nhiệm thêm nhiều nghề tay trái, vì thế mà thu nhập từ mọi nguồn đều tăng. Nhìn chung trong tuần, gia đạo an yên, quan hệ vợ chồng hài hòa, mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải khi cả hai đồng lòng tìm cách giải quyết. Chỉ số hung vận trong tuần vẫn khá cao, chủ yếu ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe, lại có song khắc hung tinh hoành hành. Bạn chú ý tới dạ dày của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nhất là đừng bỏ bữa, rất hại cho hệ tiêu hóa. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Hợi, Tý, tiểu nhân, Dậu, Tuất. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số phát tài, 08, 65, 72. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, câu chuyện về giàu vật chất tưởng như là ai cũng phải ao ước như chú chuột đồng sau đây khiến chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại. Dường như chúng ta đã quá vội vã, nuôi ảo vọng quá lâu mà đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Câu chuyện cuộc sống thú vị về chuột nhà và chuột đồng. Có hai chú chuột nhà và chuột đồng khá thân thiết nhưng cuộc sống khác xa nhau khi chuột nhà ở trong một biệt thự lớn luôn được thưởng thức những đồ ăn ngon, đồ uống, hoa quả ngập miệng. Trong khi đó, anh bạn chuột đồng lại chỉ ăn rau xanh và những hạt thiết dùng ở ngoài đồng, cả hai đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chuột nhà có lần tới thăm nhà bạn và được chuột đồng chuẩn bị một bữa ăn, được xem là rất thịnh soạn với rau, lẫn ngô và một cốc nước uống. Thế nhưng chuột nhà không hài lòng cho lắm và thầm nghĩ, sao bạn mình có thể sống như thế này được nhỉ? Hai chú chuột vừa ăn vừa trò chuyện và chú chuột đồng khá tò mò về cuộc sống của anh bạn mình nơi xa hoa, sung sướng ấy. May mắn là hôm sau, anh được chuột nhà mời vào thành phố để cùng thử trải nghiệm những điều anh ta kể. Sau một hành trình dài, hai người cũng đã tới được biệt thự lộng lẫy, nơi chuột nhà ở. Ngay sau đó, một bữa ăn thịnh soạn được bắt đầu với kẹo, mứt, phô mai. Chuột đồng vô cùng thích thú vì anh ta chưa từng được thưởng thức những món ngon như thế. Thế nhưng, ngay khi chuột ta định ăn thì nó bỗng giật mình hoảng loạn vì nghe tiếng mèo kêu, miếng bánh trên tay rơi mất và cả hai cùng chạy trốn, tránh thiệt mạng. Khi mèo vừa rời đi, hai chú chuột mới thong thả bước ra và nghĩ cuối cùng cũng đến lúc chúng có thể ăn uống ngon lành. Thế nhưng khi chỉ mới ăn được một chút thì cánh cửa bỗng mở toang. Thì ra người hầu bước vào để dọn dẹp bàn ăn, đi sau là một con chó to, đang nhe răng để dữ tợn. Hai con chuột lại hồn siêu phách lạc, chạy trốn thật nhanh, chuột đồng và chuột nhà chạy thục mạng. Hai con chuột nhìn nhau, sau đó chuột đồng chào tạm biệt chuột nhà để đi về. Nó nói anh có thể có những đồ ăn cao lương mỹ vị mà tôi không có. Nhưng tôi thì lại thích cuộc sống bình yên nơi đồng quê, dù hàng ngày chỉ ăn rau và cơm, hãy bảo trọng anh bạn nhé. Bài học rút ra, hãy dành một phút để nhìn nhận lại xem
chúng ta có giống như những chú chuột nhỏ kia. Chỉ vì muốn có những bữa ăn thịnh soạn, nhưng dù có cơ hội, ta cũng chẳng thể thưởng thức một cách thanh nhàn, ăn uống cũng nhanh nhanh, chóng chóng, sợ bị người khác giành lấy mất. Nhìn xa xa là chúng ta mong có cuộc sống hạnh phúc, sung túc, mặc dù cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng luôn thấy căng thẳng, mệt mỏi, mọi thứ cũng chỉ là giả tạm, vay mượn. Bầu trời của ai cũng xanh như nhau, nhưng quan trọng là ta có đủ thời gian ngắm bầu trời ấy hay không mà thôi. Vì thế, dù mải kiếm tiền hay chọn cuộc sống thanh nhàn, cũng đừng quên rằng, chúng ta cần giữ cân bằng trong tâm hồn để có thể thưởng thức khi tâm hồn ta có trời và biển, nó luôn xanh thẳm và bình yên, thì lúc đó chúng ta sẽ là người giàu có nhất trên thế gian này. Khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh vậy. Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh, sự nghiệp. Đừng để cho những tham vọng về công danh, tiền bạc làm phai mờ đi vẻ đẹp cuộc sống vốn có bằng cái nhìn tầm thường của mình. Tâm hồn ấy đã dần dần bị mất đi sự vô tư ngày nào. Khi đi qua những năm tháng gian nan, vất vả, nhiều phiền muộn lo toan, khi tiếp xúc với quá nhiều người xấu xa, ta càng nảy sinh nhiều hoài nghi vì xã hội đầy rẫy những con người nhỏ nhen, lọc lừa. Chúng ta đã biến thành một người thiếu kiên nhẫn, dễ cáu giận, suy nghĩ hời hợt, ngắn hạn, biến mình thành một người luôn giả tạo như những người xung quanh. Tất nhiên ta cũng chẳng thể quay về để trở thành chú chuột đồng kia, một khi trong lòng ta luôn đam mê khám phá cuộc sống mới. Nhưng để cân bằng cuộc sống hợp lý cũng là điều tuy khó, nhưng là điều chúng ta cần chú tâm mới mong có ngày thay đổi được. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.